cân. Đường tu không biết bao lần xa xôi, mọi lỗi nhầm mẫu nghi thời xa cho chúng con đi tầm xa mong nghi mẫu đẹp hoặc nghi pháp đạo. Nhân loại được thoát vòng điều cho thế gian hòa bình an lạc, cõi nam này vũ nhạc muôn niên đạo xa còn hiểu kinh trước tiên khai thì ngộ nhập bi vinh vinh hằng. Ước lợi xanh chi bằng tịch thiền đua sáng giàu sáng nghi hiền thành nhân ni tương hàm mê phẩm mê bậc phu vân ni sinh xa có tương nghi mà có thân bề
tam quyền tổ trồn ra chung nghi lộc tài vượng tiền có tài hùng dạy sư nguyện thứ chín cầu cho tiên tổ được siêu sinh thoát khổ tùy mười nguyện sám mi hối nghiệp dày lỗi xin ngài xa con tội dày tòa tâm hương bài đào nguyện lòng cầu thanh nghi đạo hưng xin ngài hiện hiện thần thông nghi khuôn phù cho trong họ mãi được hưng nghi lòng thọ thương Thank you.
vàng thanh sáng. Xin sang đức ông nghi trần chiều, có lệnh nghi chuyển sang các quan thủy bộ cùng là sinh nghi quân kéo đi xin xin đi cơ độ nào nghiêm xin xin đi chờ thơm ngát.
đường bán đau đang lẫn chuyện tăng võ đời. Thùng nhạc đồng tình, đêm nắng cay 8 tiếng thì trở về lọc nước.
nhang cho đèn tỏ hoàn tục. Sau có lời bạn khen tặng thưởng, tôi không làm tiếng hát nhỉ, thực sự vui bền cùng với khách sạn dòng họ bên này cũng không chỉ có ông cô ta. Thế mà ông cô ta cũng cháu họ Nguyễn xứng với tâm xứng lòng mình. Hôm nay thế mà thiết lập đàn tràng xứng chỉ tốt tốt tươi là bình thường. Thế mà toàn do từ nay trở đi thì siêu hậu đâu con người tươi quân thủ thịnh mình. Thế mà ra gặp với ông về gặp bà với nhân, thế mà tao trò này trong chốn đa trùng đa đạo âm dương lực thông thái hỏi thân đôi bên nhỉ. Thế mà ta cho được mặt tư nhà hòa mà phát những nước ha. Chim bao không thấy mộng nghi thần sao xa đôi vị phụ nhân ní bồ làm tặng giấc quỷ thần hồn ý nhiên sơn tình đốt nhau trần đời một nghi đình sân lên nhà thank you.
mình mà đứng tu tâm đi xa hồ quan thương về ban đi phát bao có thương nghịch ý
cho đệ tử được lập lại bình hoa chứ rất sao thanh sáng lưu để khi I'm
vị Chúa mừng nghề thịnh Chúa đệ nhất nề trên tây thiên nề
như nín, có cầu có nước sông không chuyển. Hôm sau mười đứa
sáng thế nay lâm từ lòng sầm đà thế có sự tâm ý. Văn nê tiên chiêu bói tuyệt hồ Bắc Giang yên thế là nơi hữu tình thanh xa hồi cùng cao mãi quê nhà xin lâm thao cao mãi quê nhà hùng vương thánh tổ chúa bà vị tam xa hồi cùng dâng văn đi bản cảnh nghe chúa bà linh từ chúa ngự một tòa sơn trang xa hồi cùng lễ mẫu hòa bình nghe có ai lên lễ mẫu hòa bình nghe sợ bờ hàng niên vẫn nhân nguyện đêm mi ngày soi tỏ dừng nghỉ giờ
theo xa thích nghi.
người đem cho các kỳ cho đời giàu. Thank you.
Phật xá anh già ngồi cùng năm yêu rõ ràng tiền chúa năm phương năm yêu rõ ràng ngũ phương bạn cảnh nhĩ thiên hạ dân hoa anh già ngồi cùng phụ mạng đế định đế sao y sát quỷ chân tình nghi trong ta thanh xa hồi cùng giám sát quả cây trên thượng ngàn đề quan đệ nhị quả cây thông tin nam giới không phải đại thần thanh xa hồi cùng thái tử đệ tam mi đức tôn thần đi quan lương thái tử đệ bình quan cổ đại pháp thế linh ư thank you.
đường ấy xem là thiên định toàn bộ sông La tố về cho thương như đức vua cha đồng dòng là chúng ta văn sớ dâng lên hương lại văn sớ dâng lên ông đồng về tù đôi chép biên gió giặc về cho để đường trường sinh
chiến tông thỉnh vương quan tấu thỉnh nghe vương quan thần đệ tử tiên bản văn dâng sự tích để tăng hoàng thái tử mình mong ai là
vô lên mặt nước cuồng phong bay vùng. Sóng khai hiện lên đùng đùng sấm động kinh thiên, mưa ô chớp giật sự uy nghiêm tương thần. Nước tam giang trắng vàng sóng xanh, dưới đồng đình thác thủy trên trời muôn ánh sao xa, dưới biển ngoài phù ba tòa dấu thiên. Chính ngừa xó quá
thôi xanh ban quyền khoan ni khoan treo vào gặp tình đời thâm mi đúng
đời giàu. We'll be right back.
nghĩ quỳ đường đi non thành xa hồi cùng bắt nàn đi đại tướng đông nhung nghi quỳ quỳ bệnh hạt nghĩ chiến phủ
Bắt lễ mau xa có
trên mặt nước thì rõ ràng không bơ thoải chẳng dùng gì thường thấy xa hồi cùng bảo hà chuôn ấy phóng khoang lên đất đi bảo hà mà gì các quân đi trên bảo hà cho nay phong hoàng ngờ mà gì các quân tình sự già kỳ à đâu rõ ràng đi
ngó sơ thương lòng thay đổi con danh đương nhờ cửa thanh lộc mà tân đem đến tận nơi ở trên mà đã xét soi vàng vàng mang sao hay mang ta độ cho đệ tử được vinh hoa thọ chữ chữ sáng sờ bình tông tông dâng cô thiên bảo chúc đời xa phong thầy điền dọn chén diệu đà tuần sơ dâng nhất tuần sơ nâng lên kính vua nâng lên tạ mẫu các cô nâng các cô nâng mời là mời dứt quan hoàng bảy rơi các cô nâng mời dứt quan hoàng rơi tay tiên xót ni chèn diều đào dân gì còn là nâng lên kính vua nâng lên tạ mẫu các cô nâng cô nâng mời là mời dứt quan hoàng bảy rơi các cô nâng mời dứt quan hoàng rơi tam bối chúc nghi trẻ tâm diệu nâng tam tuần trời nâng lên kính vua nâng lên để tạ cô nâng mời là mời dứt quan hoàng bảy rơi các cô nâng mời dứt quan hoàng con ngôi của thượng đế sinh sáng tại sơn lâm trần bảo thank you.
diện mạo hồng hào tươi vẻ ngọc dung uy tươi tốt khác nào Thanh xa
xin ba bông nghề dưới lại thắt hàng nề, ai lên phong mục nghề lại sang đồ chơi đi hồ trước phù mà trẻ đi. Chuyện
giàu sang. Thank you.
sông vốn nguyên xưa, cô xin đi hầu cận đi mẫu sông ngà, tuyệt cái cửu tình nghi cô xin hầu sông nghi ba đoạn thành ra hồi cùng ngà. Cô bé xin ngàn dân văn đi, tên cô bé xin ngàn đi, cô đi chơi hội sơn ni trang mới ra ơi.